Sáng sớm hôm sau, Minh Khê vào lớp học thì nhìn thấy Khương Tu Thu ở phía bàn bên kia, xung quanh có mấy bạn nữ. Phó Dương Hy không vui khi cô hít vận khí của Khương Tu Thu, thì cô lập tức không hít nữa, dù sao 2% thì có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng sau đó Minh Khê lập tức cảm thấy có điểm không thích hợp, Phó Dương Hy không đến. Nhưng điều kỳ lại là ở chỗ, trên bàn Phó Dương Hy sao lại không còn bất cứ thứ gì cả. Bình thường trên mặt bàn lộn xộn lắm mà, khi nhìn thấy đồ đạc của cậu trống trơn thì Minh Khê có chút sững sờ. Phó Dương Hy đâu? Minh Khê nhịn không được mà hỏi, cũng không phải cuối tuần, sao mà không thấy đồ đạc của cậu ấy? Kha Thành Văn nói cậu ấy xin nghỉ 2 ngày, đoán chừng ngày mốt cậu ấy sẽ đi học lại, cậu đừng lo lắng. Kha Thành Văn nhìn Minh Khê, tâm tình có chút phức tạp, mơ hồ nói tiếp, hôm qua lúc tan học đi về thì bị mắc mưa, cũng không có việc gì, chỉ là chút cảm mạo mà thôi. Minh Khê ngồi xuống bàn lấy điện thoại ra, cô kìm lòng không được, gửi tin nhắn cho cậu. Anh Hy, Kha Thành Văn nói cậu bị cảm, cậu có phát sốt không? Trong nhà có bác sĩ tư nhân mà đúng không? Đã khám rồi sao? Bây giờ người cậu bao nhiêu độ? Có cần gì không? Tớ có thể mang qua cho cậu. Minh Khê bồn chồn cầm di động, thấy Phó Dương Hy không trả lời thì cô nhịn không được mà gửi tiếp một tin nhắn nữa, có phải rất khó chịu nên đã ngủ thiếp đi không? Đọc được tin nhắn thì trả lời tớ nhé. Lúc này thầy giáo thông báo bắt đầu vào học rồi, các em mở sách trang 87. Buổi chiều dưới ánh hoàng hôn tiếng chuông reo tan học vang lên, hôm nay học đến đây thôi, tan học. Minh Khê lấy điện thoại ra xem, sao vẫn chưa trả lời tin nhắn. Không được, cô định đi tới nhà Phó Dương Hy một chuyến, xem tình hình của cậu ấy thế nào. Cô thu dọn cặp sách xoay người hỏi Kha Thành Văn, cậu biết địa chỉ nhà Phó Dương Hy đúng không, có thể gửi cho tớ không? Kha Thành Văn sửng sốt, trước kia không phải cậu nói cậu không muốn sao? Minh Khê nói tớ sợ cậu ấy sẽ bị sốt tới mức ngơ người luôn, không phải cậu nói trong nhà cậu ấy không có người lớn sao, đa phần cậu ấy đều ở một mình sao? Gửi địa chỉ qua điện thoại cho tớ, tớ đi mua thuốc đây. Minh Khê đeo cặp sách vội vàng rời đi. Bên này, đợi sau khi cô đi, Kha Thành Văn nhanh chóng gửi tin nhắn cho Phó Dương Hy. Anh Hy, xong đời, chịu không nổi sự cám dỗ của mỹ nhân, em đã nói địa chỉ nhà anh cho Triệu Minh Khê, là địa chỉ chung cư của anh. Mà một bên khác ở căn hộ chung cư của Phó Dương Hy, sau khi thất tình, Phó Dương Hy suy sụp nằm cuộn tròn trên giường, mắt còn đang dừng trên tin nhắn WeChat mà Triệu Minh Khê gửi cho cậu, tâm tình vừa phức tạp lại bi thương. Trong đầu cậu đã diễn ra cảnh sinh ly tử biệt trong bộ phim truyền hình, đã nói không thích mình, tại sao lại còn quan tâm mình, cứ để mình chết quách đi cho rồi. Nhìn thấy tin nhắn mà Kha Thành Văn gửi tới, cậu lập tức nhấn vào rồi xem. Anh Hy, toi rồi, Triệu Minh Khê đến căn hộ của anh rồi. Sau đó Phó Dương Hy ngồi bật dậy, cái quỷ gì thế này? Khẩu trang nhỏ muốn tới đây. Nhưng cậu còn chưa gội đầu, hắn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để gội đầu. Minh Khê đứng ngoài cửa, tay xách túi thuốc hạ sốt ấn chung cửa, một lát sau cửa được mở ra từ bên trong. Mái đầu đỏ của Phó Dương Hy ướt tong tỏng, dính tán loạn trên trán, cậu quấn chăn đi mở cửa. Minh Khê ngước lên nhìn cậu, sửng sốt, anh Hy, sao tóc cậu lại ướt thế? Cậu sốt mà còn gội đầu, không muốn sống nữa hả? Phó Dương Hy xoa trán, lạnh nhạt hỏi ngược lại sao cậu lại đến đây? Minh Khê thế mà không để ý tới sự khác thường của cậu, trực tiếp thò đầu đi vào trong nhìn ngó. Kha Thành Văn nói cậu bị bệnh, nhà cậu còn ai nữa không? Còn chưa nhìn xong, cô bị Phó Dương Hy lấy ngón tay dí trán đẩy ra, Phó Dương Hy không cho cô vào nhà. Giọng Phó Dương Hy khàn đặc, nói ra những lời lạnh như băng, cậu không chuẩn bị thi các trường à? Đến gặp người mình muốn thấy đi, sao lại rảnh rang đến tìm một tên bạn tầm thường cùng bàn như tôi? Minh Khê bối rối nói những thứ cần ôn tập tôi đã học xong hết rồi, bây giờ tan học rất rảnh, nghe nói cậu bị bệnh, tớ liền. Mặt Phó Dương Hy vương nét bi thương, cắt ngang lời cô, tôi ốm hay không cũng đâu liên quan đến cậu. Lẽ nào cậu để ý à? Minh Khê thầm nghĩ cái quái gì vậy? Sốt ngu người rồi cơ à? Mới không gặp một ngày, tự nhiên ăn nói vớ va vớ vẩn. Minh Khê sợ cậu sốt đến úng não, sốt sắng đẩy Phó Dương Hy vào trong, mau, sấy khô tóc, rồi lên giường nằm. Bất cẩn đẩy mạnh quá, Phó Dương Hy hơi lảo đảo, hơi thở nóng rừng rực. Minh Khê hốt hoảng đỡ lấy cậu, rốt cuộc cậu nặng bao nhiêu cân? Bình thường trông cậu rõ là mảnh khảnh, Minh Khê gặng hỏi một cách khó khăn, cô có cảm giác đang bị một quả núi đè lên, suýt thì bị áp ngã sấp xuống. Phó Dương Hy cả giận nói tôi cao tận 1m8 được chưa? Cậu đi hỏi xem mấy thằng cao 1m8 nặng như nào đi, với cả chân nặng 10kg đấy. Phó Dương Hy giận dỗi hất tay Minh Khê ra, xoay người đi vào trong, đã không thích mình thì thôi, lại còn chê mình béo. Phó Dương Hy đặt mông ngồi phịch xuống sofa, cậu căm phẫn trong lòng nghĩ thầm, Thẩm Lệ Nghiêu thì nhẹ rồi, Thẩm Lệ Nghiêu thì gầy rồi. Minh Khê tiến đến, cô giơ tay lên sờ vào cổ của cậu, bị nóng đến rụt cả tay, thầm nghĩ không ổn rồi, phải đi viện thôi. Minh Khê sốt sắng hỏi Phó Dương Hy, bác sĩ Tư chưa đến khám lần nào sao? Hay là tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé? Không đến bệnh viện, Phó Dương Hy nhìn cô, mắt đỏ hoe. Vẻ mặt vừa bực bội vừa phẫn nộ xen lẫn là nét thê lương và nỗi bi thương, cậu mạnh bạo hất đầu sang một bên, đừng chạm vào tôi. Minh Khê cảm thấy cậu ta chắc là sốt đến ấm đầu rồi, không thèm đôi co với cậu ta nữa. Minh Khê kiếm một chiếc ly thủy tinh, rót nước nóng, cô đi đến trước mặt Phó Dương Hy, đưa cốc nước ấm cho cậu, dặn cậu uống nước đi, môi cậu khô quá.
Phó Dương Hy nhận ly nước, tựa như quả cà chịu nặng vì hạt sương, cứ rũ đầu mãi. Trong lúc Phó Dương Hy uể oải cúi đầu thì Minh Khê cầm khăn tắm lên, áp vào đầu cậu, lau ào ào mái đầu ướt sũng của cậu. Anh Hy, cái khăn tắm này này dùng để lau tóc à? Tớ lấy đại đấy, sắp khô đầu rồi. Minh Khê mới nghĩ đến vấn đề này. Phó Dương Hy đào đâu ra tâm tình để ý những thứ đó, cậu bảo đừng gọi tôi là anh Hy. Đôi tay đang lau tóc của Minh Khê khựng lại, sao thế, gọi cậu là lão đại nhé. Phó Dương Hy nhịn không được, phát cáu, đừng gọi tôi là lão đại. Lão đại, lão đại chớt bầm, cậu cứ cho rằng cô ấy thích mình, kết quả cô chỉ coi mình là đại ca thôi, tự mình đa tình mất mặt chết đi được. Minh Khê thấy quả đầu đỏ của cậu ta đã khô, đặt khăn tắm qua một bên rồi hỏi thế gọi cậu là gì. Rồi nghe thấy tiếng nói tủi thân của Phó Dương Hy, lúc ấy là do tôi trẻ người non dạ, hành xử lỗ mãng, thu nhận cậu làm đàn em là tại tôi quá cuồng vọng, bây giờ cậu không phải đàn em của tôi nữa. Phó Dương Hy trầm giọng, hay cậu gọi tôi là Phó Thiếu đi. Minh Khê nhìn gương mặt cậu, cô ngây ngốc bật lên một cách khó hiểu. Đây không phải lần đầu tiên Minh Khê cảm thấy diện mạo của cậu rất đẹp trai. Sau khi định thần, Minh Khê mới nghe thấy cậu ta đang nói gì, ra vẻ lắng nghe. Được thôi, Phó Thiếu uống thuốc chưa? Phó Dương Hy nhìn chằm chằm cô, quả nhiên cậu ấy không yêu mình. Lạnh nhạt gọi thẳng Phó Thiếu luôn nè trời.